thêm một chuyện nữa. Rất vui được gặp lại các bạn. Câu chuyện hôm nay kể về một chiếc bút chì hỏng nhưng vẫn có thể làm những việc ý nghĩa. Mời các bạn cùng lắng nghe Bút chì làm nên chuyện của tác giả An Inger qua bản dịch của Mẹ Mây và Lá. Bút chì và Jackson rất thân nhau. Jackson thường cài bút chì lên tai, đi khắp mọi nơi. Họ cùng nhau viết, vẽ, nguệch ngoạc đủ mọi thứ, vô cùng vui vẻ cho tới khi một chiếc máy tính bảng xuất hiện. Jackson mê đắm nó. Cậu có chiếu phim được không? Cậu có vẽ màu được không? Cậu có nhắn tin cho bà ở miền Nam được không? Máy tính bảng hỏi bút chì. Bút chì từng là số 1, giờ thì nó thấy mình bị tụt xuống số 2. Một hôm, khi Jackson đang chơi máy tính bảng, cậu bé làm rơi bút chì xuống sàn. Chú chó Benny gặp bút chì lên và suýt thì nhai nghiến lấy nó. Cả người bút chì chi chít những dấu răng và dính đầy nước dãi. Thế là nỗi tủi nhục đỉnh điểm xảy đến. Jackson quăng bút chì vào ngăn kéo đựng những đồ linh tinh chờ để bỏ đi. Bút chì sẽ sống với một đống đồ hỗn độn bị lãng quên. Mọi thứ trong ngăn kéo đều đã hỏng hoặc bị mòn vẹt. Bút chì không tìm nổi một thứ gì có ích hết. Xịch ra kìa! Một cái kéo hỏng lên tiếng. Cậu không biết đo đạc gì hết. Một cái thước gãy kêu lên. Bút chì gần như tuyệt vọng. Mỗi khi có ai đó mở ngăn kéo, bút chì lại chen lên trước, mong rằng mình sẽ được lấy ra. Rồi một ngày, chuyện đó đã xảy ra. Em gái Jasmine mở ngăn kéo. Có sợi dây thun nào trong này không nhỉ? Hey, cái bút chì cũ này dùng được đấy. Cuối cùng thì bút chì đã được tự do. Nó lại được đi khắp muôn nơi, cài trên tai của Jasmine. Rồi một lần, bút chì và Jasmine ngồi cùng với máy tính bảng. Máy tính bảng, liệu chúng ta có thể hòa thuận với nhau được không? Bút chì hỏi. Biến đi, cậu không hợp với tôi. Máy tính bảng trả lời. Rồi ngay ngày hôm sau, vẹo, bụp. Chú chó Bernie đã bay máy tính bảng xuống sàn nhà. Không còn xem video được nữa, không chơi điện tử được nữa, không xem phim được nữa. Nước mắt lăn tròn trên má Jackson. Bút chì bối rối. Mình có thể làm gì bây giờ nhỉ? Nó quay lại ngăn kéo để tìm cách. Nó thử đội bộ tóc giả lên đầu, rồi lại thử đội hình unicorn, rồi thử đến một lò xo, rồi cả một khuôn mặt ngộ nghĩnh, rồi tẩy chì ở cả hai đầu. Nhưng chẳng cái nào giúp được Jackson hết buồn. Bút chì rất nhanh trí. Nó chỉ cho Jackson thấy những trò hay ho mà nó có thể làm. Nó có thể kẹp giữa quyển sách để đánh dấu trang. Nó có thể dùng để gãi lưng. Nó có thể làm thành cái cột để dựng một ngôi lều siêu nhỏ. Nhưng vẫn chẳng cái nào giúp Jackson hết buồn. Thế rồi, bút chì nảy ra một ý tưởng. Nó quay lại ngăn kéo để xem liệu ít giấy vụn có thể giúp gì không. Nó phác thảo ý tưởng lên tờ giấy bỏ đi. Cậu ấy sẽ làm nên chuyện đấy. Cục pin hỏng nói. Tớ rất sẵn lòng giúp cậu. Đèn pin cũ lên tiếng. Sau đó, tất cả mọi người đều tham gia. Bút chì và các bạn cùng nhau làm một cuốn sách lật mở. Jackson nhặt bút chì lên và bắt đầu vẽ. Nỗi buồn cứ thế tan biến đi.
Tớ với cậu cùng giữ chặt giấy thế này vui nhỉ? Ghim giấy và băng dính trò chuyện. Cậu cao nhất trong đám đấy, Kéo nói. Ôi, tình bạn của bọn mình sẽ kéo dài mãi, Chiếc bút nhớ vui vẻ nói. Ôi, tớ phải làm thế nào nếu không có các cậu đây? Bút chỉ thốt lên. Bọn mình sẽ luôn ở bên nhau, Kéo dán trả lời. Tớ sẽ vẽ một câu chuyện về tình bạn của chúng mình. Và đó chính là công việc ý nghĩa nhất của tất cả chúng ta.